này người xin xỏ kia, riêng con thì xin xỏ cho bình an cho con cháu ở trong gia đình, tất cả mọi người thân, rồi xin cho cái thằng cháu ở bên Mỹ nó vừa bị accident, nó đụng bể cái sọ. Trên đường đi như vậy là để đây là mới mở đường thôi, nhưng mà tới đến khi tới Gia Diệp thì sẽ gặp lại tất cả các bạn ở đó. Ok, see you later. Rồi, đây là tới khu nhà thờ Gia Diệp. Để hỏi cho bà sư đã... hỏi cho bà sư dẫn con đường nào. Dạ dạ muốn đi 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 vô vô mộ cha trước hay là vô đi, mộ, đi vô mộ trước đi, vô, vô mộ trước đi, vô mộ. Chắc mình ở trên xe cũng đâu có bụi bặm gì đâu rửa. Vô mình viếng mộ cha cái rồi mình đi qua cúng đi này nọ. Chuyện có xuống đây mà bây giờ quên đường hết trơn rồi. Có xuống đây 1 lần á, quên 2 lần hay gì á, quên hết trơn. Đi mình đi qua mình chỗ văn phòng nào mình cúng được tiền á mình xin lễ. Thấy ở đây có lễ ở bên kia nó có cái văn phòng. Có văn phòng hả? Ờ, bà sư có rành lắm. Rồi bà sư đó, bà sư có rành cái đó là bố thí thường. Còn này mình xin lễ. Dạ. Biết là bao nhiêu mỗi ngày, biết bao nhiêu người đến viếng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con cầm cho xin lại thằng áo cho con nó dũng rồi. Dạ cho con người nào cũng bận hết. Không bỏ lại vô đây hả? Dạ dạ cảm ơn. Mình muốn ghi gì đó mình vô mình ghi hả? Tôi có cầu xin cho cha cho ông xã của chị đứng lại đi về nhà bình an mạnh khỏe, xin lỗi cho gia đình bình an mạnh khỏe vậy đó. Để cái này hả? À, cái này là để tên mình rồi rồi đâu đâu cái bà thờ đâu rồi có thờ vậy thôi, có thể là mình viết không, mình viết tên mình để thôi lễ, xin lễ bình an, xin lễ bình an cho toàn cả gia đình mình. Để vô thùng này là xong. Vậy đó. Rồi vậy rồi. Nhìn rồi còn nữa. Xin cha cứu con dễ sần. Xin cha ban ơn lành cho nó. Xin cha cho tất cả các đứa cháu chúng con lớn lên mạnh khỏe học giỏi. Gia đình tất cả được bình an mạnh khỏe. Đây là nhà thờ đang làm lễ. Quên coi ba mặc cái áo gì nữa chưa? Rồi bỏ không bóng á. Ở đó có một cuốn bút. Rồi đó chị muốn nghĩ cái gì đó chị đã đi viết cho chị. Con xin cha, con mừng cha biết rồi. Biết rồi, biết rồi. Mình ở ổng coi như là lính mà. Lính thiên mà, một tâm nguyện của mình là ổng còn biết. Mình tới đây là ổng biết cái gì rồi. Kính thưa tất cả cô chú bà con, bây giờ chúng tôi đã hoàn thành cái chương trình mà cái trip đi Trung Bảo Diệp, thôi cô Trung Bảo Diệp cầu nguyện
xin xỏ rồi này nọ lại lục rồi cũng đầy đủ hết rồi. Bây giờ tụi con trên đường ra cổng đang mà chuẩn bị trở về quê hình. Chỉ rút ngắn ít lời để báo động vậy thôi, rồi đến khi mà chúng con tới Hòa Hinh thì chúng con sẽ cho tất cả quý vị biết là chúng con đã đến Hòa Hinh. Đây, bây giờ trên bước hành trình là đi tìm một bà 90 tuổi làm từ thiện. Bà mới có 90 tuổi à, ra bà đi tìm mấy ngày nay mà bà đi lụm ve chai, nhưng mà bà tìm mình không gặp, bây giờ mình đi tìm bà, thử phái đoàn đi tìm. Đó, bây giờ bắt đầu là từ cái nhà ông Xu đi ra nè, chạy xuống cái nhà của bà già 90 tuổi đó. Hồi xưa thì thật ra thì bà cũng còn trẻ, bà đi tu. Rồi cái trường hợp học thức của bà nó cũng không được mấy gì giỏi lắm, cho nên là sau khi tiếp thu rồi thì nhà dòng có đưa bà xuống ở trại heo cho bà nuôi heo cho nhà dòng. Rồi sau đó họ nói rằng là không có đủ kinh phí để mà chi cho toàn bộ những cái người tu sĩ á, thành ra mới giải thể về một số, nghĩa là cho về nhà vậy thôi chứ không phải là đuổi. Nhưng mà mấy năm qua thì bà già quá, bà không có lớn tuổi, bà không có cái đường sống á, nghe nói là bà đi lụm ve chai, bà đi kiếm mình cũng 3-4 buổi chiều rồi, buổi sáng rồi, nhưng mà cái lúc đó mình không có lọ chỗ mộ nên mộ ông già bà già đó, nhưng mà lúc đó mình không có ở đó, thành ra bây giờ mình nghe cái tin đó mình cử một phái đoàn đi kiếm bà để ít nhiều mình có thể là giúp cho bà để cho bà sống qua ngày. Đại khái là vì bà già quá, 90 tuổi mà mình bây giờ cũng thể 70 tuổi, nhưng mà mình cảm thấy rằng mình còn yếu đuối nữa mà hà tất gì cái người 90 tuổi, phải không? Vậy là mình bắt đầu là có cái cảm xúc rất là tội nghiệp. Bà này là bà tên bà Sớm, bà Sớm con của ông Sáu Trạch. Sáu Trạch hồi xưa đó thì cũng bạn bè của ông già mình, nhưng mà bây giờ thì ổng mất rồi. Còn lại bà Sớm, bà Sữa, anh hai em Trạch còn sống không em? Rồi ông thứ hai cũng còn sống, bà này bà ba chứ là bà Sớm. Sớm rồi mới Tư Sữa hả? Sớm Sữa rồi mới Sen. Bà Sen cũng đâu có chồng hả? Đây cái đường hành trình từ Hòa Hinh đi xuống Hòa Thượng. We'll be right back.
con dẫn mũi nha. Xuống đây cho bà xã với bà hai nhìn thấy cái nền mộ của ông già cái rồi ở ra mình đi xuống cái nhà của bà. Nhà của bà sớm đó, lại mình nhìn cái rồi mình đi thôi chứ đâu có ở đây chi lâu đó. Đây là cái nền mộ của ông già bà già mới vừa làm xong rồi chiều nay mấy mới đây nứt nữa trời. Ở dưới hai cái này nó khô đóng ăn. Dạ. Hả? Đây là ông nội ha. Còn đây là bà nội. Đây. Hãy nhìn kỹ coi là ngày tháng năm sinh rồi đây nha. Hả? Đây là ông nội. Kêu thợ làm anh cắt. Ở đây thì chỉ có mình một ông nội bà nội là coi như độc nhất vô nhị coi, không có ai dùng cái đá hoa cương của mình hết. Những cái thứ này mình thấy về cho nó là gạch mỏng, nó không phải là đá hoa cương, còn của mình đá hoa cương nó rất là dày. Ở đây là độc nhất vô nhị luôn á chị, như là không còn ai. Chị Tư bà ngoại thì mấy bên kia, ở ngoài nằm mép bển. Bữa hôm mấy cái này nó nứt hết trơn rồi vậy, mới sửa lại nè. Bây giờ nó cứng nhắc luôn á, đặc sệt luôn. Coi như làm lại là nhìn thấy là mình an toàn 100% luôn đó, nhưng mà không biết sau này nữa 5 năm 10 năm nữa thì không biết nó cái đất ừ, gì khác hơn nữa thì mình không biết, nhưng mà nó nó bay cái ống hả Dũng? Nó bay cái ống hả? Không, không phải, cái cho nhà ai đốt rồi lấy quẹt bỏ lại sẵn. Okay. Có đồ để quẹt đó, rồi sau này ai có lợi đốt nha thì mở ra. Quẹt có quẹt sẵn luôn. Nó có đồ nghề đó. Bây giờ mình đâu có ở cái này trực tiếp được. Dũng nó làm một ống gì là luôn, anh để bên bà ngoại rồi. Nãy anh cũng qua bển anh đốt rồi. Giờ không? Trong đó có ống quẹt luôn á. Là có quẹt luôn sẵn. Người ta lại ta nhìn thấy thì ta biết liền ha. Đây. Đây. Cho cơ hội đốt ông già ăn cây nha, ông bà già ăn cây nha. Đây đây nè, đây nè, đây nè. Tôi chơi nguyên chùm luôn. Đó. Đây đây đây, bình hai cây nữa. Bình ơi. Đây cho mày hai cây, mày ra mày xá ông chín bà chín cái phù hộ mày năm nay trúng tờ đi. Năm tới trúng tờ nữa. À, này tụi con đây là những người coi như là đến để mà viếng mộ cha mẹ ở đây, rồi không biết là con già rồi không biết là chuyện nào con mới về được nữa, thì khi nào về được thì hay chuyện đó thôi, chứ còn bây giờ thì không có ác chắc là chuyện nào. Cha mẹ ở đây phù hộ cho tất cả mọi người ở đây đó, bà con cô bác mà ai tới đây mà đốt cho cha mẹ ăn cái nhang thì phù hộ cho anh ta lên. À, sau khi đốt nhang ở đây cho ông già bà già rồi mới đi tìm nhà của bà xóm. Bà xóm thì cũng lớn tuổi quá, thành ra mình nghe bà đi tìm mình cũng rất là xúc động. Rồi lên đi em. Hả? Đốt bà ngoại hả? Ok ok, đi. Có, hả? Có nhang có đèn hết. Đi. Rồi lên ngồi đi. Thank you.
Vô đi, vô đi, vô. Đây là bà ngoại. Bà ngoại, bà dì vợ tôi nè. Hả? Không có, cái này là bà dì vợ tôi á. Đây là má của vợ tôi. Đó, đây là ông ngoại thì nằm, em nói kể nằm là... Đây là mộ của bà. Đây má em nằm đó. Bà ngoại. Ha. Bây giờ tụi con kéo cả đoàn phái đoàn Mỹ về tới đây thăm má nè. Nghĩa là Mỹ có, Việt có, Mỹ Lai có, đủ thứ tùm lum la. Mong má phù hộ cho tất cả mọi người, bạn bè của con được mạnh giỏi nha. An khang là thịnh vượng ha. Rồi đây nè, Bình Nhân ở sao nè, Bình Nhân sao nè. Rồi đây nè, ở đây thì Đốt Nhân sao, nó không có làm dính, nhưng mà bây giờ mình lấy lên được nè. Ok. Đúng rồi, mình để đây đi, mình đốt nha. Thấy không? Đó. Ok, bây giờ tất cả mọi người thân của con ở đây về đốt cho má cây nhang. Mong má coi như là phù hộ cho tụi con mình giỏi, để còn có thể trở về đây được thăm má nữa. Rồi cũng mong phù hộ cho những người thân của con ở bên này. Nếu mà con ngon cho tờ giấy số đi, trúng đi, trúng lục đát đi. Rồi con về coi như mỗi năm thăm má luôn, phải không? Trúng lục đát đi, về bển mà con trúng lô tô một cái là dữ ạ. Ừ. Trúng ở bên Mỹ một cái là kêu bằng dữ dằn lắm á. Phải không? Má cho con trúng 7 lần đi, kệ đi. Một lần thôi. Không. Không cần lần thứ hai nha. Đây là bạn của vợ con này nha. Cắm cho đó, đây là cháu nội của má đó. Đây nè, ông xui con nè. Con cũng hổ luôn. Rồi còn hết rồi hả? Ok. Đó. Rồi, đi. Đó. Vậy là phải biết từ sáng đêm khi con làm ở đây sáng từ lên chút xíu thôi. Không sao, cái đó để mình tính sau để về tối nay coi. Rồi tối nay mình mới bàn kế hoạch coi. Nếu trường hợp như thấy không ổn thì kêu cái thằng thợ nó dán keo, mình trả tiền cho nó thôi, đâu có sao đâu. Mình kêu nó làm mình trả tiền mà, mình đâu có sợ thiếu nợ nó đâu. Keo của mình hình như là cũng còn đó. Nó có làm keo nhưng mà hình như nó không có được mấy ổn. Chắc phải bàn thảo với tụi nó coi cho đứa nào xuống dán keo một bữa mình trả tiền cho nó dưỡng ha. Nó ăn bao nhiêu mình trả bao nhiêu à. Dạ. Vậy là dưỡng út đi với con thằng Bình. Được hả em? Rồi chị hai về nghỉ ngơi với Dũng đó nha. Tôi đi chút xíu tôi về. Okay.
miếng gạo đi, 1 triệu mấy á, chạy đi lâu lâu mới cho bán lần. Nhà này hình như là nhà của thằng gì á, thằng gì con chị ba đó, không biết thằng cặp gì đâu, biết nữa. Rồi trời nắng cũng đỡ quá, trời nắng nó mấy con lộ này mình chạy không chín xình nữa. Rồi dưới này nhà người ta tùm lum hết trơn em ơi. Đây nè, con đây đâu đây nè. Phải không? Không phải đâu. Bích đường ơi. Con lần xưa em đi người ta kéo dây chì bích đường em hết đi rồi. Em chạy xe xịn không em? Được chứ, được chứ. Cái chỉ nhà nào vậy? Nhà bà nhà này mà bước đi qua đường nào. Ủa? Dòng lại đó coi.